Vở kịch Ba Chú Heo Con. Cảnh 1. Heo mẹ dặn dò các con xây nhà. Bối cảnh: heo mẹ và ba heo con đứng trong một căn nhà nhỏ. Heo mẹ gọi các con lại gần. Heo mẹ giọng dịu dàng: các con à, các con đã lớn rồi, bây giờ là lúc các con phải tự xây nhà cho mình để tự bảo vệ. Nhưng nhớ này, hãy chọn vật liệu thật tốt, vì sói già ranh ma vẫn luôn rình rập đấy. Heo cả tự tin, con sẽ xây một căn nhà nhanh chóng và đẹp mắt nhất. Heo thứ hai hào hứng, con cũng sẽ xây một căn nhà thật nhanh, con không sợ sói đâu. Heo út nghiêm túc, con sẽ xây một căn nhà thật chắc chắn để sói không làm gì được. Heo mẹ, các con nhớ cẩn thận nhé, hãy tự chăm sóc mình thật tốt. Ba chú heo ôm mẹ rồi lần lượt rời đi để xây nhà. Cảnh 2, heo cả xây nhà bằng rơm. Bối cảnh: heo cả đang hoàn thành căn nhà nhỏ bằng rơm. Heo cả đầy tự hào nói: nhà của mình đây rồi, xây nhanh mà lại đẹp nữa, mình có thể nghỉ ngơi được rồi. Đột nhiên sói xuất hiện từ xa, trông rất đáng sợ. Sói gầm lên: ta nữa thấy mùa tiếp theo, mở cửa ngay ra. Heo cả run sợ nói: không không, tôi sẽ không mở cửa. Sói cười gian ác: thế thì ta sẽ thổi đổ nhà của nhà ngươi. Sau đó sói thổi mạnh và căn nhà rơm bị cuốn bay. Heo cả khẽ sợ bỏ chạy. Cảnh 3, heo thứ hai xây nhà bằng gỗ. Bối cảnh: nhà heo thứ hai đang hoàn thiện căn nhà gỗ của mình. Heo thứ hai vui vẻ: nhà của mình đó rồi, gỗ cứng chắc, sói chắc chắn sẽ không phá nổi đâu. Đột nhiên sói lại xuất hiện. Sói gầm lên: lại là thịt heo, mở cửa ra ngay. Heo thứ hai cố gắng tỏ ra kiên nhẫn: không, ta sẽ không mở cửa. Sói cười lớn: nếu thế thì ta sẽ thổi đổ nhà của nhà ngươi. Sói thổi mạnh, căn nhà gỗ bắt đầu rung chuyển và sập đổ. Heo thứ hai chạy thoát cùng heo cả. Cảnh 4, heo út xây nhà bằng gạch. Bối cảnh: heo út đang hoàn thiện căn nhà gạch chắc chắn. Heo út rất hài lòng nói: nhà của mình đến rồi, gạch thật chắc chắn, số sẽ không thể nào thổi được. Heo cả và heo thứ hai chạy tới hoảng sợ. Heo cả út hoảng: sói đã thổi đổ nhà của chúng ta rồi. Heo thứ hai nói: chúng tôi phải trốn thôi, sói sắp đến rồi. Đúng lúc đó sói xuất hiện. Sói gầm lên: mở cửa ra, nếu không ta sẽ thổi đổ nhà của những người. Heo út bình tĩnh: cứ thử đi, nhà gạch của tôi không dễ đổ đâu. Sói thổi mạnh nhưng nhà gạch vẫn đứng vững. Sói mệt mỏi: sao nhà này không đổ vậy? Heo út cười đắc thắng: nhà của tôi chắc lắm, sói không làm được gì đâu. Sói tức giận bỏ đi. Hai chú heo vui mừng ôm nhau. Cảnh 5, bối cảnh: ba chú heo cùng chó sói, heo mẹ bước ra sân khấu. Heo cả tươi cười: cảm ơn các bạn đã xem câu chuyện của chúng mình. Heo thứ hai hào hứng: các bạn nhớ nhé, hãy luôn làm mọi thứ thật cẩn thận và chú đáo. Heo út tự tin nói: đôi khi cần phải kiên nhẫn và chăm chỉ để đạt được điều tốt nhất. Sói nhún vai mỉm cười: làm sao ta sẽ cố gắng hơn. Tất cả cúi đầu chào khán giả và vẫy chào tạm biệt.